Hang này bé lắm. Có không ai là anh một đỉa đấy. Ừ, nó đang có cái nét đấy. Có không? Ui, hiện tại em được chuột rồi. Từ, có con gì đấy? Ê! Ê! Đây, mày... Đó. Ôi, xa! Từ âm! Được nhiều phân nhỉ? Ôi trời, nó bể cho đi anh. Bể đi. Bể gãy vào. Chết mời à bưởi. Ôi xa! Hai con ơi! Là hai con ơi! Đấy, gặp xí đây này. Đấy, cầm đấy. Anh để trật thế này á? Mày xích chó lại, để tao tay cho. Anh làm chó á? Cái loại này bắt cái gì? Đi tìm hàng ếch đi. Em xích lại. Lấy cái dây buộc ếch đi. Đi bới hàng ếch đi. Em xích con này lại cho anh nhé. Thay con chú săn này nhé. Ôi trời. Lấy đâu rồi? Thử xem nó hởi. Em cầm nhá. Nó hởi xem nó có đi tìm ếch không? Cho nó cắn cái. Ui. Nó không cắn. Cho nó cắn đi. Ui. Nó không cắn con này đâu. Chạy được à? Em nhảy đi, mình nhảy bố mình cái. Nhảy đi. Con này em nhìn em còn chạy trong cắn. Nó nhớt nhiều đấy. Cắn. Nó phải con chuột, con gà, con gì thì con mới cắn nhé. Chó đều. Chó đều. Chẳng qua là con ếch nó cũng cắn thôi. Đi săn chuột đi. Chó thì em nó vật lắm rồi đấy. Bảo nó đi săn ếch đi. Ếch nó cũng săn. Có chuột có đuổi được đâu mà chuột. Chết đuổi được à? Từ đây có hang. Anh không kêu được cho nó. Ở nhiều hang lắm này. Ở đây hang này. Nhưng biết hang nào có. Đây này. Hang nào cũng mò này. Hang nào cũng mò. Biết được. Cứ mò bừa đi, mò đại đi. Đâu nó có. Đây nữa này. Đây, có hang gì này? Mò xem. Nhiều hàng lắm này. Ê! Mày phải vén cái cỏ ra ấy. Anh ơi. Hai con luôn. Ui. Gì ấy? Anh để cho đổi em ơi. Ê! Mày em lấy. Để cho. Bên này tao cũng có, nhanh lên. Ê, ui. Sang đây. Ê, bể chân được gì? Bể gãy cái kia không thì bể xương sống nó ấy. Đau lắm. Nhanh. Tao cũng đang thấy có hy vọng một cái hang này. Đây đâu rồi. Gãy rồi. Này. Gãy rồi. Ấy, còn nữa này. Mỗi con chỉ cần bể một chân thôi anh nhỉ. Bể hai chân xong rồi bể cả xương sống nữa đi. Đấy. Tỏi tỏi. Để cho mà nó vẫn nhảy rùa. Ui, được nhiều phết này, lên uống đi anh ơi. Lên uống đi. Bể chân đi. Này, nghe cả cạch phát đấy. Đấy. Ba, bốn con rồi. Bể cả xương sống nó đây này. Ui, ý. Bể cả xương sống nó đấy. Ui, nhiều đấy. Ui, xa. Tao còn thấy hai kia ở đây cơ. Ai? Ấy. Từ, đứng im nhá. Ê, hang nhìn nhiều lắm, ui xấu thế. Ây da, ui hang này xấu lắm. Ây da, ui xấu ấy. Ui. Ây da, anh em đi à? Gì đó? Đây này, trong đây này. Kệ này. Em ở nhau nhìn cái gì chân nhiều ra. Ui, nhiều quá không được luôn. Ui xấu thế. Mày phải kiếm cái gì à khoáng để tao khoáng con nhảy. Khoáng á lấy đi tỏ chết này. Em vừa nhắm đi cái gì chân như nhiều anh ạ. Anh ạ, xương nó cứng lắm, bể ngay cả cộp. Em vừa nhắm đi cái gì trơn lắm. Trơn gì? Trơn đây nè. Mày bắt được mấy con? Em bắt được mấy con. Mày điêu vừa thôi. Đây này, ai mà cầm được. Nhảy bể chân à? Bể rồi. Bể rồi nhảy được. Bể rồi nhưng mà vẫn quẩy thế nhỉ? Ui. Gãy chân như thế này rồi. Chân gọi là thế này rồi mà nó vẫn nhảy được này. Con chó của em là diễn xiếc à? Gọi là chó em là diễn xiếc à?
Cái gì? Đang vật. Đây, cầm đấy. Đây. Bể thế này này. Đấy, gập xương này này. Bố nó không nhảy được nữa. Ấy. Ấy. Đây này, nó nằm luôn đây này. Sao nó ngu đấy? Ôi, thử em nhắm nhìn con đấy đây. Nhắm mắt tròn lắm. Ôi. Mưa xong rồi. Mưa xong đây ấy nha. Ôi, vẫn nhảy tốt đây. Ôi, khỏe thật đấy con này. Bể quêu lên một chân này. Hay nó đến mua đi để anh. Quêu chân rồi mà vẫn nhảy được. Không biết được. Nhưng mà nó cầm được. Cái hang này sâu lắm, từ từ. Anh bắt em cầm hết đi. Nó lặn rồi. Nó lặn rồi anh Bảo Ca. Lặn đâu? Nó bể hết chân rồi, lặn gì? Anh ơi. Ây à. Cũng sâu ấy. Anh ơi, cầm cái bóng ơi. Nó cứ lặn này. Mày à bưởi. Ôi dêu kìa. Khoái đấy. Xong rồi cái là chi nướng. Là 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 là. Nhìn nhìn nghe xương nó kêu này. Ấy. Nhưng mà nhiều thì ai mà trông được hết. Anh đi mà trông. Cầm mỏi trơn. Để tao mò nốt cái hang này. Trơn lắm. Bể hết chân rồi mà. Thế nào. Ra mất đấy. Sâu quá. Ui. Ui. Khả năng là hết rồi. Chưa hết đâu, cái hang này chưa hết đâu. Từ từ đây. Mà thôi đi. Lên nướng này nhiều rồi không ăn hết đâu. Đi đi đi. Con này cho chó của em ăn này. Bể. Ai. Ui con này chết tòi. Con này ra nó dậy nhờ. Đi. Đi. Ui. Đi nhiều. Em đã có thằng hai con rồi nó. Con này to nhờ. Bể. Ai, mọi người là thấy hấp dẫn chưa? Nắng nổi sáng chẳng có gì ăn cả. Bỏ đi. Khá là hấp dẫn đấy. Nói chung là nay mà thêm tí thêm tí. Ơi con này vẫn còn sống này. Kệ nó. Nay mà thêm tí ớt với gia vị nữa mà thì ngon. Anh ơi con này còn sống. Nhưng mà ếch đồng nó ngọt thế nên. Anh đập nó chết đi. Kệ nó. Sao nó sống được nhỉ? Cơ nó giật. Sao cơ giật? Chạy đi lấy tí muối, muối ăn mà không cần. Ngọt lắm. Ai, ui, ui. Bắn. Ăn nướng, nướng không cần gia vị. Ăn thì mới khoái. Ngọt. Phơi. Úi, xòa xòa, đói chứ. Mày thế đi ra đồng với cái ăn. Con biết ăn, nhìn chưa anh? Đói lắm rồi đấy, con chó của em nó không đói rồi nè. Nó có bắt được con nào nó mà đòi ăn? Thì nó cũng đi theo đấy. Đi theo tí nữa mày chia phần của mày cho nó ăn nhá. Ờ thế thì anh cho em một nửa em cho chó. Phần của mày là phần phần đầu tí nữa nè. Rồi ăn được rồi, đói lắm rồi. Chén đây luôn. Chót để này chén luôn. Quá. Xuôi không xuôi. Hả lấy cái gì được. Không phải lót. Chén đây. Xuôi 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 ăn không. Đây. Thưởng cho con này đây em. Tôn. Anh cho nó phải đàng hoàng vào đây. Tao chỉ được ăn ở đây. Su, phát biểu cảm nhận. Con nhìn biết không biết ăn ếch rồi. Ếch nó chẳng thèm ăn. Wow, ăn chuột. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn đồ ếch. Mời hả? Ngọt nhỉ? Ừ, phải. Ăn. Nó hơi khô mọi người ạ. Nó không không đem dầu rán thế này nè. Không quết được. Nên là hơi khô một tí. Nhưng mà rất là ngọt. Ui, quả đùi to này. Quả đùi em để nó to nhờ. Này. À. À. Ăn thịt cho chưa? Tìm con nào béo nhất. Tìm con nào gầy. Ngon đấy. Đây, có tìm tìm muối. Chanh ớt nữa thì ngon. Nhưng mà thịt nó ngọt mọi người ạ. Ngọt. Bà ăn đây không bà ơi. Ui đây này. Quả mông to này. Mông má. Mông má. Ai nhỉ? Có bát nước chấm anh giấu từ lần trước trong cái cống với anh đấy đi. Từ bao giờ nó còn không? Ngọt. Chả cần nước chấm. Xem coi ăn nặng mà ăn không?
Con này chỉ có ăn riêng. Ai lộc, nó chỉ ăn đồ sống thôi. Con này cho nó ăn thịt sống mà. Ăn xương sống. Hay là nó cần phải chấm. Su ngon không Su? Ngon. Này, ngon là ngon. Cái đồ sống như con chó mà nói ngon đó là em ngất luôn đấy nhỉ. Thế là lại đào to. Đấy, xương nó cứng nhá, cho chó ăn mà. Chó mà bị nói mà nhập à? Chạy mà hút. Bây giờ đương nhiên, anh bảo, Su ngon không Su? Ngon, và đánh bất ngủ anh chết tội luôn. Ngon lắm, cho xin mừng nữa. Ngon đấy. À, em Su là chân lê ve, còn em kia là săn chính mọi người. Săn chính nhưng mà không ăn thua. Em Su thôi, chân chính ở nhà. Cái dòng chó săn này không khác gì dòng chó ta. Thế nó chạy cùng chó ta. Nhưng mà nó biết săn thôi. Cục chân à. Đùi to ăn đã mồm nhỉ. Ngọt lắm. Ngon, ngon nhỉ. Ăn giỏi lắm. Xương nó mà không cứng thì tốt. Ngoài ra có xương thì ngon. Giỏi lắm. Ăn đi mày. Không ăn chứ. Đây có gan này. Ba mày mổ chưa? Mổ rồi. Mổ rồi. Ui, này, bịa này. Thứ ba ấy. Đấy. Đấy. Thế này em mổ rồi. Thế mổ sạch mà anh mổ sao? Em mổ sạch hết. Bỏ hết. Từ đó lấy xong lên lấy bát để bán đi. Bán á, bán á? Ừ. Nhiều. Nhiều thế kia á. Anh bắt cháu rồi, cho em đi. Cháu về người cháu chó. Ta không nuôi chó. Nuôi chó. Chó này mày ăn khôn, ăn sáng. Cho em. Ăn toàn bim bim với nước ngọt ấy. Với lại kem ấy, kẹo mút ấy. Anh bảo em cái gì? Chia chắc thì... Anh không cần đi bán nha. Em đi bán nha. Thì anh đi bán anh đỡ ngại. Tao thả lấy một tí còn hơn là ai đó. Lấy 10.000 của 15.000 còn hơn là lấy 5.000 của 50. Mày hiểu không? Mày hiểu không? Anh ngu. Anh không lấy 5.000 của 50 chả tao hơn à. Lấy có 10.000. Mày bán được 50 mày cho tao còn 5.000. Tao bán được 15.000 tao lấy 10.000. Chả hơn nhau, ngu gì. Nhưng mà không mất công. Tao thì ngoài cái công ra tao chả có cái gì. Thế mà anh mà đi bán em phải ngắn. Cho mày tất. Anh đi bán ra em bảo. Ôi anh đều, anh đều. Cho anh mày tất. Cái lượng. Cho mày tất. Nhớ á. Nhớ á. Lên mà bắt. Anh đi bắt, bắt chó mày đi mà bắt. Chó không biết bắt ếch. Kìa, tí xuống mò mấy cái hang kìa. Hang là mấy cái hang bên bờ bên kia vậy nhỉ. Hang đấy chỉ có cua thôi. Nè, mày tin là xuống mò thoát được con này. Không tin. Được thì sao? Ngạo nhỉ. Được thì sao? Được thì ngạo. Bây giờ lội qua đấy nó hơi kia, tí nữa. Nông mà, lội đi. Nông nhưng mà nó hơi lạnh tí nữa. Nông, lạnh mà ngay lội bùn à. Tí nữa. Ăn uống đàng hoàng đã, thử đánh tránh miếng ăn. Hỏi làm luôn đi. Hả? Anh nghe nhỉ.
Từng đói lắm hả? Thế là nước cho em cái kia. Cái gì? Này. Cái gì? Này hả?